Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 2, chương trình sách cánh diều. Rồi bây giờ mời các em mở sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2, bài 11. Trong video hôm nay, chúng ta sang phần góc sáng tạo. Câu đố về đồ dùng học tập. 1. Thi đố vui. A. Cùng bạn đố và giải các câu đố đã học. Bạn A nêu một câu đố, bạn B nói lời giải, sau đó đổi vai. Rồi trước hết là các em sẽ nhớ lại những câu đố đã học, câu đố về đồ dùng học tập. Thân hình vuông vức, dẻo như kẹo dừa, giấy vở rất ưa, có em là sạch. Là cái gì? Rồi các em nhớ lại xem câu đố này là đố về đồ dùng học tập nào. Câu đố tiếp theo: đầu đuôi vuông vắn như nhau, thân chia nhiều đốt, rất mau rất đều, tính tình chân thực đáng yêu, muốn biết dài ngắn mọi điều có em. Là cái gì? Rồi các em hãy comment đáp án của mình ở bên dưới video cho thầy giáo biết nhé. Câu đố tiếp theo: thân hình chữ nhật, chữ nghĩa đầy mình, ai muốn giỏi nhanh, đọc tôi cho kỹ. Là cái gì? Không phải bò, không phải trâu, uống nước ao sâu, lên cày ruộng cạn. Là cái gì? Rồi các em bấm tạm dừng video và các em nhớ lại những câu đố này. Các em hãy comment ở bên dưới video đáp án từng câu đố một, đó là những đồ dùng học tập nào nha. Tiếp theo các em sang phần B. Tập đặt một số câu đố có vần hoặc không có vần và đố bạn về đồ dùng học tập. Mẫu: cái gì mà có hai đầu? Mẹ mua cho bé tô màu vẽ tranh. Thì đây chính là cái bút chì màu. Về các môn học, mẫu: môn học gì dạy ta biết vẽ, biết tô màu? Tên nó bắt đầu bằng chữ M. Thì đây chính là môn mỹ thuật. Rồi, bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em tập đặt một số câu đố có vần hoặc không có vần nha. Rồi ở đây các em có thể tham khảo câu đố về đồ dùng học tập. Cái gì dài một gang tay, bé vẽ bé viết, ngày ngày ngắn đi. Theo em, đây là đồ dùng học tập nào? Các em bấm tạm dừng video và các em comment ở bên dưới video cho thầy giáo biết nha. Rồi, câu đố về môn học: môn gì dạy ta biết tính, bắt đầu bằng chữ tờ. Bằng cách làm tương tự thì các em sẽ tập đặt một số câu đố có vần hoặc không có vần. Rồi tiếp theo là các em sang phần 2. Vẽ một đồ dùng học tập, viết câu đố mà em đã học hoặc em tự nghĩ ra về đồ dùng đó. Ví dụ các em có thể vẽ cái cặp, vẽ cục tẩy, vẽ hộp bút chì màu hay là vẽ quyển sách. Rồi cụ thể trong bài này thì các em tham khảo cách vẽ một chiếc cặp đơn giản. Và ở đây các em sẽ viết câu đố về chiếc cặp là như sau. Cái gì bạn của học sinh ngày ngày hai lượt tận tình trên vai, cùng nhau theo tháng năm dài, học hành thành đạt, nhớ hoài cậu ta. Là cái gì? Tiếp theo là các em sang phần tự đánh giá. Sau bài 10 và bài 11, em đã biết thêm những gì, đã làm thêm được những gì? Hãy tự đánh giá theo bảng dưới đây.
Rồi phần tự đánh giá này là các em tự làm nhé. Thì chúng ta đã làm quen với phần tự đánh giá này ở các bài trước rồi. Phần này thì các em đã biết những gì các em đánh dấu check vào, đã làm được những gì các em đánh dấu check vào. Phần này là dành cho các em học sinh tự đánh giá nha. Rồi bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em đừng quên ủng hộ thầy giáo nha, bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông, like và chia sẻ video cho bạn bè cùng xem. Rồi, xin chào và chúc em học tốt.